Thưa quý vị, dù cho dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đem đến nhiều gam màu tối cho bức tranh kinh tế xã hội những năm qua, thì lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng và là một điểm sáng của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, để mũi nhọn kinh tế này tiếp tục đóng góp xứng đáng với kỳ vọng phát triển, thành phố Đà Nẵng vẫn cần phải giải quyết bài toán xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành công nghệ thông tin. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng hơn 40.000 nhân lực công nghệ thông tin. Số lượng sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin cũng chiếm đến 17% tổng số sinh viên trên địa bàn. Với nguồn nhân lực khá dồi dào, cùng chính sách cởi mở, khuyến khích phát triển lĩnh vực công nghệ ICT, điện tử viễn thông gắn với nền kinh tế số, Đà Nẵng hiện nay chính là điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Ubisoft is coming in Da Nang, Vietnam. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn của Đà Nẵng và cả Việt Nam về nhân lực công nghệ thông tin cũng như hệ thống mạng lưới các trường đại học hàng đầu của cả nước tại đây, và định hướng của thành phố trong việc xem công nghệ thông tin là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng tại đây. Sự gia tăng nhanh về nhu cầu chuyển đổi số và phát triển của các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Đà Nẵng đã đặt ra nhiều thách thức cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Chất lượng sinh viên từ một số trường đại học của thành phố tuy đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, nhưng số lượng đào tạo còn ít. Mặt khác, những nhân lực giỏi có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất các sản phẩm, ứng dụng chuyên cho thiết bị di động, ứng dụng phục vụ chính quyền điện tử, thành phố thông minh lại rất khan hiếm. Nếu như chúng ta chỉ trông chờ là cái hệ thống giáo dục có thể thay đổi để đáp ứng ngay tức thì nhu cầu của thị trường lao động thì cũng rất là khó. Cho nên chúng tôi có một cái cách tiếp cận khác, đó là Trung tâm Việc Làm Đà Nẵng phải cố gắng làm thế nào đó để chủ động trong việc là đào tạo trước và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn có cái môi trường để các bạn từng bước thực tập làm quen với cái môi trường công việc. Theo dự kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2025, Việt Nam sẽ cần khoảng 1,6 triệu nhân lực công nghệ thông tin. Còn tại Đà Nẵng, con số này rơi vào khoảng 77.000 nhân lực. Thành phố đã xác định công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông gắn với nền kinh tế số chính là một trong năm mũi nhọn phát triển. Chính vì vậy, xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao là nhiệm vụ và giải pháp đột phá, đồng thời cũng là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng.